Quay trở lại kênh Vũ ở đây. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái tài khoản Google mới trần của mình đang xanh dần, thì tiện quay video lại cho các bạn đăng ký thử coi xem sao. Thì cái tài khoản Google mới trần trước đấy của mình đây này, ở đây này, mình đăng ký không được, mình kháng hoài không được, mình xóa đi cũng không được luôn. Thế là mình tạo lại cái mới, mình disconnect ở trong này đi, mình disconnect đi và mình tạo lại cái mới cũng ở trong này. Rồi mình tạo tài khoản Google Ads mới cũng ở trong này, xong mình liên kết Google Ads mới với tài khoản Google Merchant trong này luôn. Rồi cái số điện thoại và địa chỉ thì mình để mặc định. Chỉ có cái phần ở ngoài website của mình á, là phần dưới cùng này, thì mình đưa cái ba cái dòng này lúc đầu mặc định mình hướng dẫn thì để bên này, xong mình đưa xuống dưới này, mình sửa chỗ này thành help, và cái chỗ này mình sửa thành info, và mình thêm một dòng miễn trừ trách nhiệm ở đây. Mình đăng ký lại Google Merchant mới thì thấy hôm nay xanh xanh. Hôm qua là mình ngày 16 tháng 12, ngày hôm nay là ngày 17 tháng 12 thì bắt đầu xanh dần này. Một số cái lỗi cơ bản như này mình còn chưa sửa cơ. Bây giờ mình lướt sơ qua một vài cái cài đặt của mình ở trong này nhá. IP mình đăng ký là IP Việt Nam chứ không phải IP Mỹ nha, IP Việt Nam á, nhưng mà đăng ký ở Mỹ thành công rồi. Đó là địa chỉ shipping của mình coi này. Đây mình cài đặt như sau: 5 đến 7 ngày, phù hợp với cái thông tin mình khai báo ở trên website này, 5 đến 7 ngày này. Rồi 699 cái giá ship sản phẩm của mình á ở Mỹ á. Rồi quay ra ngoài, chỗ này là hàng trả lại thì mình không có điền thông tin gì hết, chỗ khu vực đây thì không có gì, thuế bán hàng thì mình để tự động từ Google, về các danh mục thuế thì không có gì hết, thông tin doanh nghiệp thì mình để như vậy, mặc định khớp với website mình á, khớp với cái thông tin khai báo ở trong đây và khớp với thông tin khai báo ở dưới này luôn. Đây này, rồi dưới này không có gì hết. Trang web thì xác thực trang web, xây dựng thương hiệu, rồi qua bên này thiết lập quảng cáo mua sắm, chỗ này không có gì, không có gì. Đây mình điền đầy đủ thông tin hết. Cái chỗ này nó hôm qua nó còn đỏ đỏ này, hôm nay bắt đầu xanh nó diệt này. Mình còn chưa kháng cái tài khoản này nữa cơ. Đây, cài đặt chương trình shipping thì mình có điền ở đây này, shipping policy này. Thì cái này ấy, thì các bạn có thể qua bên website mình copy nhá, về sửa lại cho nó khớp thông tin đấy. Hoặc là các bạn vào trong website Vũ Hai Đây, nếu mà cái website này sau này mình có xóa đi ấy, thì vào Vũ Hai Đây mình có lưu lại ở trong này nhá, lưu lại ở cái đống ở trong này này, lưu lại dưới này này, một đống thông tin cần thiết cho những cái page dưới chân trang ấy, thì mình đã lưu trong này hết rồi. Rồi hết rồi. Rồi còn bên nguồn cấp dữ liệu ấy thì là tự động in API ở bên anh này, anh tự động đồng bộ qua rồi, không nói rồi. Để là tiếng Anh, US và Hoa Kỳ. Hôm qua thì mình missing này thì nó chỗ này nó đỏ hết, nó đỏ hết. Có riêng anh này là màu xanh kiểu như vậy này. Nhưng mà hôm nay ấy, thì bắt đầu anh này bắt đầu là đỏ giảm dần, là xanh bắt đầu hiện ra. Mình sắp được rồi đấy, sắp có tài khoản xài rồi đấy. Một vài thông tin mình quay lại cho các bạn đang gặp khó khăn đăng ký mơ trần đấy. Chỗ mấy cái lỗi này ấy, thì các bạn coi cái video này fit nha, mình chia sẻ chi tiết lắm ấy. Mấy cái thông tin này là mình tìm hiểu ở tài liệu, nhiều tài liệu ở bên nước ngoài ấy, xong mình tập hợp lại rất là chi tiết đầy đủ. Ở Việt Nam chắc không có ai có mấy cái video giống như mình đâu. Thì hy vọng cái video này đến đây
sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn. Hy vọng các bạn thấy thích. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Chào các bạn.